Hello, chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại chia sẻ với anh em một chút nữa về vape. Mình chia sẻ kinh nghiệm làm sao để hút anh em sẽ không bị bắn tinh dầu lên miệng và hút sẽ không bị nóng ở môi. Ok, sau đây mình sẽ nói qua một chút về làm sao để hút để không bị tinh dầu bắn lên miệng. Là các bạn sử dụng pod vape, ví dụ như em MVV chẳng hạn này, cái độ xả của nó rơi khoảng 280W. Như em học qua vật lý rồi đúng không? Nhiệt độ bao nhiêu thì tinh dầu thì nước sẽ bốc hơi đúng không? Còn vape cũng vậy, pod cũng vậy, là nó cũng là dòng sản phẩm hóa hơi tinh dầu, nên anh em phải chỉnh cái mức watt làm sao để cho nó đủ nhiệt độ đốt nóng cái coil, nó sẽ bốc hơi, nó sẽ hóa hơi cái tinh dầu cho anh em hút, nó sẽ không bao giờ bị bắn tinh dầu lên khoang miệng. Ví dụ anh em đang hút vape mà anh em lại chỉnh cái watt nó rất là thấp, cái watt thấp là một, thứ hai là tinh dầu nó đậm vào trong bông coil thì anh em hút nó sẽ bị bắn lên, nên anh em sẽ phải chỉnh cái watt nó cao lên một chút. Và lúc anh em hút ấy, ví dụ như để qua ngày hôm sau ấy thì tinh dầu nó bám quá nhiều vào bông ấy, thì anh em có thể thổi qua đi một chút. Còn ví dụ như mới bông coil mới ấy, nếu mà vẫn bị bắn tinh dầu ấy là do anh em chỉnh watt nó thấp watt quá, anh em có thể điều chỉnh cửa watt cái độ xả nó cao lên một chút thì nó sẽ không bao giờ bị bắn tinh dầu. Như này mình sẽ làm qua anh em chút này. Em thấy khói cái tia tinh dầu nó sẽ lên này. Cái tia tinh dầu nó sẽ lên bởi vì cái độ xả của nó chưa đủ. Em phải xả cao lên một chút. Nó đốt nhanh thì nó sẽ không bao giờ bị bắn tinh dầu. Ok, còn vấn đề tiếp theo là cái vấn đề anh em hút là bị nóng đúng không? Nóng ở bờ môi này. Có những em mới hút nó sẽ bị nóng ở môi. Ok, mình sẽ hướng dẫn anh em là ở các con vape pod đều có những cái lỗ gió như này, những cái lỗ này gọi là lỗ gió này, có thể điều chỉnh được này. Anh em thấy không? Để có thể điều chỉnh to nhỏ được. Đây cũng vậy. Keyboard này, thì ở đây keyboard thì ở đây nó sẽ có cái lỗ gió trên này. Anh em đều có thể điều chỉnh được cái lỗ gió to nhỏ. Anh em nào mới chơi có thể chỉnh ở cái mức khoảng lỗ gió khoảng 50% thôi. Khoảng có nghĩa là anh em mở một lỗ gió ra hút thì sẽ không. Ok, mình nói tiếp này. Lúc em hút ấy thì anh em không giờ được ngậm mép môi này thì lúc em đốt ấy thì cái khí nóng nó đốt hóa hơi tinh dầu lên, nó sẽ theo cái không khí, theo cái đường hút của anh em ấy hút vào ấy, em chạm anh em hút hờ môi này này thì khí nóng ấy nó sẽ chạm vào môi này, nó sẽ rất là bỏng môi luôn. Là anh em lúc nào cũng phải ngậm sâu vào, ngậm này. Ok, anh em ngậm sâu vào hút sẽ không bao giờ bỏng, bởi vì cái khí đấy rồi, cái luồng khí nóng đấy nó sẽ đi vào thẳng cái khoang miệng, sẽ không bao giờ bị bỏng. Như con Akibut này, anh em ngậm thoải mái đi. Ngậm này, ngậm sâu vào trong này. Ok, em đừng ngậm mép này. Ngậm mép này hút nó sẽ bị cái luồng khí nóng ấy sẽ bị chặn ở môi này, hút sẽ bị bỏng môi. Đấy. Chốt lại là hút không bị bắn tinh dầu. Anh em cứ mở lỗ gió khoảng 50% và chỉnh cái watt nó cao lên sẽ không bao giờ bị bắn tinh dầu và hút không bị bỏng môi. Ngậm sâu vào. Đấy, anh em ngậm cả vào này. Ngậm cả vào cũng được. Ok. Chào tất cả anh em.